thất bại nặng nề của Rintaro trước một trong ba thủ lĩnh của đám Magic Zeus. Hắn ta mang trong mình sức mạnh của mãnh hổ trắng, là kẻ đã đả bại sư phụ của anh. Rintaro vô cùng căm phẫn, nhưng trước sức mạnh của bản thân, anh không thể nào làm gì được hắn. Quyết tâm để sử dụng được Wondo combo của bản thân, anh đã ra sức luyện tập ngày đêm để thuần hóa được sức mạnh khủng khiếp mà ba quyển sách mang lại. Hai quyển sách còn lại của anh mang sức mạnh của Pegasus với khả năng bay lượn, và quyển sách Peter Pan với một chiếc móc anh đã luôn sử dụng vô cùng hiệu quả trong những trận chiến trước. Khả năng đơn lẻ của Peter Pan được thể hiện rất nhiều. Chiếc móc trên tay anh có khả năng tấn công và vô hiệu hóa vũ khí của kẻ thù, tạo những cọng dây xích để trói chặt chúng. Khả năng tương thích với chính Color Black, anh sẽ tạo ra những xoáy nước để biến mất với mảnh sư của mình lao ra từ những khối nước đấy để tấn công kẻ thù. Khi sử dụng hành thuật Wonder Combo để đại chiến với tên Zuo cũng như thuộc hạ của hắn, anh đã thuần hóa được sức mạnh của nước và đạt tới cảnh giới thượng thừa khi anh có khả năng tan biến vào dòng nước để tấn công kẻ thù mà chúng không thể nào ngờ tới. Cường hóa sức mạnh của nước là khả năng chính của combo. Còn tất sát với Wonder Combo là Fantastic Blazer, cường hóa thanh thủy kiếm của mình với những nhát chém để phòng thủ kẻ thù. Một lượng nước khổng lồ được tạo ra từ thanh thủy kiếm. Anh phóng thích lượng nước khổng lồ này vào người kẻ thù, tạo ra một xoáy nước khống chế chúng. Sau đó anh lao lên bầu trời và ra một nhát chém đi xuyên qua người kẻ thù để dứt điểm chúng một cách nhanh gọn.